Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Trân Thành đã livestream để đính chính lại phát ngôn được cho là coi thường khán giả của mình. Trân Thành tỏ ra rất bức xúc và tố cáo một trang báo mạng đã cố tình xuyên tạc đi bài phỏng vấn của mình với mục đích câu like, câu view. Anh đính chính: "Chính xác câu nói của tôi là, làm phim có cái vui, có cái tủi thân, có cái buồn của nó. Khi bộ phim càng được đón nhận, càng nhiều người đến xem và khóc thì có nghĩa người Việt đang có vấn đề về tâm lý cần được giải tỏa. Họ không nói chuyện được với bố mẹ mình, có vấn đề về giao tiếp giữa hai thế hệ. Cho nên họ xem phim mình, họ thấy giống gia đình họ quá nên họ khóc, cuộc sống của ba mẹ mình khổ cực quá nên họ không biết cách nói chuyện với mình, rồi sau này mình cũng vậy, tạo thành khoảng cách vô hình với họ, hai bên đều có vấn đề tâm lý cần được giải tỏa." Trân Thành cho biết anh đã không ngủ nguyên cả đêm để suy nghĩ lý do vì sao họ lại làm vậy với mình. Anh bức xúc khi bài phỏng vấn trải lòng chân thành của mình lại bị bóp méo thành việc coi khán giả là người có vấn đề về thần kinh. Mặc dù Trân Thành đã năn nỉ phóng viên của trang báo mạng đó là hãy thương, viết đúng và đừng giật tít nữa, nói sao thì viết vậy thôi. Nhưng hôm sau, ngay lập tức Trân Thành lên trang nhất các báo với câu nói bị xuyên tạc. Cuối livestream, Trân Thành chia sẻ không muốn nhận phỏng vấn riêng nữa vì luôn bị bóp méo để câu view. Và anh cũng lên tiếng xin lỗi những khán giả đã đọc phải bài viết xuyên tạc đó. Trước đó, sau ít ngày ra mắt, bộ phim điện ảnh Bố Già của Trấn Thành đã xuất sắc cán mốc 200 tỷ đồng doanh thu nội địa. Kỷ lục này vốn được Cua Lại Vợ Bầu nắm giữ trong 2 năm qua, với doanh thu 191,8 tỷ đồng. Một trang báo mạng đã phỏng vấn riêng Trấn Thành và đăng tải việc Trấn Thành sử dụng cụm từ vấn đề tâm lý để miêu tả các khán giả đã ra rạp ủng hộ, đồng cảm với phim. Cụ thể bài viết như sau. Khi lý giải về thành công của Bố Già, Trấn Thành cho rằng yếu tố đầu tiên là sự may mắn. Anh nói, để đạt một con số lớn, trước tiên phải may mắn, tác phẩm tốt cỡ nào đi chăng nữa cũng không đạt được con số lớn nếu không may mắn. Ngoài ra, Trân Thành tự tin nhiều khán giả đã tìm thấy sự đồng cảm sau khi xem phim. Có thể 1-2 ngày đầu, người ta đến vì Trân Thành, nhưng những ngày sau, họ đến vì nội dung và câu chuyện phim. Khi được hỏi về việc gia đình của nam MC đã thay đổi như thế nào sau khi phim ra mắt, Trân Thành trả lời, nhiều người Việt phải đối diện với vấn đề tâm lý, gặp khúc mắc trong gia đình. Chính vì vậy, sau khi chứng kiến những xung đột của Ba Sang và con trai trong phim, họ có thể thay đổi suy nghĩ về cuộc sống, tình cảm gia đình, yêu thương nhiều hơn. Càng nhiều người đến xem Bố Già, chứng tỏ Việt Nam càng có nhiều người gặp vấn đề về tâm lý. Phải có vấn đề với bố mẹ, bạn mới đồng cảm đến vậy khi xem phim. Tôi nhận ra còn nhiều người khổ quá. Tôi muốn mình là người có sức ảnh hưởng, tạo ra tác phẩm mang đến giá trị cho cộng đồng, xã hội. Tôi mong muốn mọi người thay đổi cách cư xử với nhau, yêu thương nhiều hơn. Cụm từ vấn đề tâm lý khiến nhiều người không hài lòng khi khán giả đã ra rạp và ủng hộ phim của anh. Netizen tranh cãi đưa ra ý kiến trái chiều nhau trước lời nói của Trấn Thành trong bài phỏng vấn trên. Bởi theo họ, không phải ai xem phim cũng gặp khúc mắc với gia đình, cha mẹ. Đôi khi, khán giả yêu thích tác phẩm chỉ vì những hình ảnh thân thuộc trong cuộc sống. Cũng có thể, họ đồng cảm khi nhớ đến kỷ niệm bên người thân. Do đó, cụm từ vấn đề tâm lý bị cho là chủ quan và không hợp lý. Ở góc độ nghệ thuật, mỗi người xem sẽ có cảm nhận riêng và không nên áp đặt suy nghĩ của bất cứ ai lên số đông. Trấn Thành bộc bạch rằng anh không muốn người khác nghĩ mình làm phim để nói đạo lý. Điều lớn nhất trong cuộc đời tôi muốn đạt được là có tiếng nói đủ uy tín, chân thành để khi chia sẻ một quan niệm sống nào đó, thế giới sẽ cùng tôi chia sẻ về nó, chứ không nghĩ rằng Trấn Thành đang giáo điều, triết lý hay giảng đạo lý cho người khác nghe. Trấn Thành cũng nói thêm rằng Bố Già đạt doanh thu cao bởi cách khai thác chủ đề hướng đến số đông. Cuộc sống của tầng lớp lao động vốn được nhiều bộ phim đình đám trên thế giới tái hiện. Nếu để ý, bạn sẽ thấy các tác phẩm liên quan đến cuộc sống đời thường luôn gây chấn động hơn tác phẩm khác. Giới lao động, bình dân thường chiếm tỷ lệ đông nhất. Ở những nước đã phát triển, sự chênh lệch giàu nghèo không quá xa, họ mới đủ thành thơi để quan tâm đến những vấn đề khác như phim về chính trị, triết lý, thảm họa. Riêng châu Á, cụ thể ở Hàn Quốc, những phim đình đám gần như đều liên quan đến cuộc sống con người. Trấn Thành bày tỏ, ngay lập tức, livestream của Trấn Thành thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận thông cảm và lên tiếng tố cáo nạn giật tít, câu view của báo mạng được nhắc tên.